Một đại gia kia không may mất sớm, vợ anh đem 19 tỷ thừa kế đi lấy chính người lái xe của đại gia. Anh lái xe trong lúc hân hoan đã nói: "Trước kia tôi cứ nghĩ mình làm thuê cho ông chủ, bây giờ mới biết ông chủ mới là người làm thuê cho tôi." Có một sự thật đắt giá mà không phải ai cũng nhận ra: sức khỏe là tất cả, lúc có không giữ, mất đừng tìm. Bạn có công nhận những điều này? Một chiếc máy smartphone cao cấp, 70% chức năng là dư thừa. Một căn biệt thự sang trọng, 70% diện tích là trống trải. Một căn phòng chứa đầy quần áo, mỹ phẩm, 70% là không mấy khi dùng đến. Một đời người, dù kiếm được bao nhiêu tiền, 70% là không tiêu xài. Cuộc đời như một cuộc đua. Nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng. Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, axit uric, men gan. Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình, nửa hiệp sau là chấp nhận buông xuôi. Cả một đời tranh đấu vì lợi ích cá nhân, thể lực, tâm lực bỏ ra để phấn đấu cho một tương lai sáng lạn, không thua kém mẹ bạn, để gia đình được nở mày nở mặt. Nhưng bao nhiêu thời gian tiêu tốn cho công việc, quay cuồng trong tiền tài sự nghiệp, là bấy nhiêu thời gian sức khỏe hao mòn, giống như một chiếc rẻ lau bị bắt kiệt, khô khốc, nhàu nhĩ, sơ sát. Sung sức nhất là những ngày tuổi trẻ, nhưng so với cả cuộc đời thì tuổi trẻ chỉ chiếm 1/4. Phải nói tuổi trẻ thật ngắn ngủi, quay đi quay lại cũng chỉ bằng một cái chớp mắt. Vậy nhưng nhiều người lại quan niệm còn trẻ còn khỏe, phải tranh thủ tận dụng cái tuổi trẻ ấy để làm việc, mà quên rằng 3/4 quãng thời gian sau mình lại cần nhiều sức khỏe hơn để làm những việc lớn hơn. Một đời người rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền? Một chiếc áo giá 2 triệu, giá niêm yết có thể chứng minh. Một chiếc xe 1 tỷ, hóa đơn xuất kho có thể chứng minh. Một căn hộ 5 tỷ, hợp đồng mua bán cũng có thể chứng minh. Vậy theo bạn, một đời người đáng giá bao nhiêu? Duy chỉ có sức khỏe mới chứng minh được điều đó. Bởi chiếc giường đắt nhất thế giới này chính là giường bệnh. Sức khỏe là bất động sản lớn nhất của đời người. Sức khỏe là bộ quần áo bảo vệ bạn khỏi nắng mưa, gió rét. Sức khỏe là hợp đồng bảo hiểm tốt nhất bạn có thể ký. Do vậy, đừng lôi máy tính ra tính toán bạn tiêu bao nhiêu tiền cho sức khỏe. Bởi vì trên đời này, có một món tiền bạn nhất định phải tiêu, hoặc là để chăm sóc sức khỏe trước, hoặc là để chữa trị bệnh tình về sau. Lựa chọn món nào là quyền của bạn. Nên nhớ, một khi mất đi sức khỏe là mất tất cả. Sức khỏe mất, không giống như khi bát cơm hết lại đầy, cũng chẳng giống như cốc nước vơi lại tràn. Trên thế giới này, có thể có người lái xe thay bạn, có thể có người kiếm tiền thay bạn, nhưng không ai mắc bệnh thay bạn được. Người có sức khỏe thì có cả 100.000 ước mơ, người không có sức khỏe thì chỉ có một mơ ước duy nhất là sức khỏe. Thời hạn của cuộc đời tùy thuộc vào sức khỏe, còn sức khỏe thì lại do cách sống quyết định. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.